Oh my god, các bạn nhìn này, hai cái bạn ếch nhá. Ôi xịn xò luôn. Ui, ếch thật giả. Hai cái bạn rùa này, hai cái bạn rùa này có nhau đi shopping nhỉ. Xịn xò luôn. Ai thật giả, rùa con mon nha các bạn. Rùa con mon siêu to khổng lồ này các bạn nhìn này. Ok, ba cái bạn rùa đang cõng nhau đi shopping nhá. Các bạn ơi, đấy rùa con mon ấy. Rùa con mon ấy thường gọi là rùa con mon cá sấu nha các bạn nhá. Đấy, rùa con mon cá sấu đấy. Bự nha, bự nha. Anh à. Anh à, các bạn ơi. Hôm nay mình bắt được nhiều cá lắm nhá. Mình bắt được rất là nhiều những loài cá đột biến, đầy những màu sắc đẹp nha các bạn. Đây các bạn nhìn này, mình bắt được mấy nghìn con cá liền nha. Rất là nhiều những loài cá đẹp đấy các bạn ơi. Đây cái chậu cá này có mấy con cá koi đẹp lắm các bạn. Các bạn nhìn này, đấy cá koi đây. Cá koi thuộc loài cá cảnh nước ngọt nha mấy bạn ơi. Đây cái chậu cá đột biến này các bạn này. Đây con cá này, con cá phát nọc này. Có kê màu trắng ngọc trai luôn nha. Các bạn ơi, đây cá chép sư tử này. Ôi, ai con cá mà có cái sừng ở trên trán này là con cá La Hán nha các bạn nhá. Ai đẹp nhỏ. Đấy, cá hồng két đỏ này các bạn này. Các bạn ơi, hôm nay mình bắt được nhiều cá lắm nha. Đây này, mình bắt được mấy nghìn con cá các bạn nhỉ. Đấy, rất nhiều những con cá đẹp nha các bạn nhá. Còn đây là cái khu chăn nuôi các con vật dễ thương của mình nha các bạn nhỉ. Đây các bạn nhìn này, các bạn cùng quan sát nha. Đây là hai cái bạn thỏ nha. Các bạn ơi, mình rất là thích hai cái bạn thỏ nên mình rất là chăm nó nha. Mình đi lấy rau muống cho nên các bạn. Đấy, hai cái bạn thỏ xinh nhỉ. Đây các bạn thỏ này có cái màu vàng cát này. À, xịn xò luôn. Các bạn ơi, à, bây giờ các bạn cùng mình đi bắt và tìm hiểu những loài cá nước ngọt siêu to khổng lồ nhá. Ok, let's go vào đây. Ở cái mương thoát nước này có nhiều cá lắm các bạn nhá. Các bạn nhìn này, ui dồi, một ổ cá liền nhá các bạn. Ui dồi, nhiều lắm nhá. Cá các bạn ơi, ui dồi. Các bạn ơi, ở cái mương nước này nhiều cá lắm nhá. Ok, và bây giờ các bạn cùng mình bắt cá nhá. Các bạn nhá. Ok, hôm nay đi bắt cá mình mang theo cái chậu đựng cá rất là lớn nhá. Để đựng con cá này các bạn nhá. Để cá thì nhiều lắm nhá. Đấy, ui dồi, xịn xò luôn. Đây là cái chậu đựng cá của mình nha các bạn nhá. À, bắt cá nào các bạn. Đây con cá đẹp này. Con cá này là con cá koi bướm nha các bạn. Có cái màu cam cam luôn nha. Ai giật giả. Mình bắt được một con cá rồi nha các bạn nha. Các bạn nhìn này đẹp không. Ở còn nhiều cá lắm các bạn ơi. Đây con cá koi này các bạn này. Cá koi thuộc loài cá cảnh nước ngọt nha các bạn nha. Đây là cá koi nó đẹp như vậy các bạn. Nó rất là nhiều màu sắc đẹp nha. Đấy mình bắt được hai con cá rồi nha. Ở cái mương nước thì vẫn còn nhiều cá lắm các bạn ơi. Đấy đây này con cá koi bự đi này các bạn nhìn này. Ui ui nó to nha. Ây da da, to không nào. Ây da, các bạn ơi, đấy, mình bắt được 3 con cá rồi các bạn. Ok, oh my good job luôn. Ây da, đây có nhiều cá lắm các bạn ơi. Đây, con cá koi có cái màu đen này các bạn này. Ây da da, xịn xò lây. Có cái màu đen xì luôn. Ây da, cả màu đen các bạn ơi, các bạn nhìn này. Ấy, ô kìa. Đấy, cá koi có cái màu đen như màu đen luôn. Xịn nhỏ. Các bạn ơi, còn nhiều cá lắm nha. Đây này, các bạn này, các bạn nhìn này. Ui dùi, các bạn ơi, nhìn này. Mình bắt được con vịt này. Ui dồi ôi. Ôi cái con vịt này xinh đấy nhỏ, có cái màu trắng ngọc trai luôn đây này. Ôi ôi xịn xò đấy. Ở đấy bây giờ mình sẽ thả vịt vào đây cho bơi cùng cá nhá. Đấy thả vịt vào cái chậu đựng cá luôn nhá các bạn. Để con cá koi này các bạn này. Con cá koi này đẹp thế, có cái màu bò sữa luôn đây này. Ôi ôi xịn xò luôn. Ô các bạn ơi, à, mình sẽ đi men theo cái mương nước để bắt cá lửa nha các bạn nhá. Ok. Đấy mình bắt được con cá sấu này các bạn này. Ôi giời giời các nhi xịn đi. Ai già già. Ô các bạn nhìn này. Ôi giời ôi con cá sấu này có cái đôi mắt màu đỏ luôn đây này. Ôi dồi ôi, xịn xò luôn. Ai giật giật xịn đi. Đấy, ôi dồi ôi, các bạn ơi, ở cái mương nước này còn rất nhiều cá nhá. Ôi các bạn ơi, đây này. Ôi dồi ôi, còn nhiều cá lắm các bạn ơi. Đây con, các bạn ơi nhìn này, con tắc kè này. Ôi dồi ôi, rồi rồi rồi, con tắc kè bảy màu nhá. Tắc kè, ôi dồi ôi, xịn nhò. Đấy, tắc kè đấy các bạn ơi. Con này, con bạch tuộc ấy các bạn. Con này con bạch tuộc nhá. À, bạch tuộc các bạn, bạch tuộc có 8 cái râu ấy các bạn, đẹp nhỏ. Đấy, bạch tuộc xịn các bạn nhá, không phải con mực đâu nha. Con bạch tuộc các bạn nhá. Ơi đẹp nhờ. Ok. Ui. Các bạn ơi, mình bắt được con tôm này. Ôi giời ơi. Rồi các bạn ơi, tới công chuyện rồi các bạn. Con tôm này to nha. Bự đây này. Ôi giời ơi. Ai già già, các bạn nhìn này. Ai đẹp nhờ. Đấy con tôm nha các bạn. Tôm hùm Alaska đấy, siêu to khổng lồ luôn nha. Rồi các bạn ơi, đây là một ổ cá liền nha các bạn. Rồi bắt cá tiếp nhá. Còn nhiều cá lắm các bạn ơi, các bạn nhìn này. Ai già già, con cá gì đây đẹp thế. Hai con cá này lạ lạ các bạn này. Ấy giờ. Rồi 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 rồi. Con cá này có cái hàm răng sắc sắc đây này. Con cá chim nha các bạn. Ấy giờ giờ. Cá chim thuộc loài cá nước ngọt nha các bạn nhá. Ok. Ôi còn nhiều cá lắm các bạn ơi. Ở đây nè. Rồi ở cái mương nước thì vẫn còn nhiều cá lắm nhá. Đây có con tôm này các bạn. Mình bắt được con tôm này các bạn nhìn. Con tôm hùm đất nhá. Có cái màu đỏ luôn nè. Ôi xịn nhờ. Đấy cho con tôm vào trong cái chậu đựng cá luôn nhá. Các bạn ơi, đây con cá mập này các bạn. À, mình bắt được con cá mập này to này các bạn này. Cá mập siêu to khổng lồ đấy các bạn ơi. Ôi ôi bự nhờ. To không? Đấy, nhìn này, to đúng luôn. Ấy là cái con cá màu trắng này là con cá koi bướm nha các bạn. Có cái màu trắng ngọc trai luôn đây này. Ôi dồi ôi, xịn xò thế. Đấy,
Đấy, cá coi bướm có cái màu trắng ngọc trai luôn nhá các bạn nhá. Ok, đấy, mình bắt được một con cá coi bướm có cái màu trắng này, một con vịt có cái màu trắng này. Xịn nhờ. Các bạn ơi, bên trên cái mương thoát nước này vẫn còn nhiều cá lắm nhá. Và bây giờ mình sẽ đi men theo cái mương nước để bắt cá lưỡi nhá các bạn. Đây mình bắt được con cá rô phi này. Con cá rô phi nha các bạn. Cá rô phi đơn tính như này. Ôi giời, xịn nhỏ. Ấy trời trời, có cái màu tím mộng mơ luôn nhá. Ok. Xịn đấy, các bạn đừng quên cho mình xin một like nha. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Bên trên cái mương nước thì vẫn còn nhiều cá lắm các bạn ơi. Đây này các bạn này, hai con cá liền nhá. Ôi kìa. Ui. Con cá gì đây các bạn? Các bạn nhìn này. Con cá chê nhá. Ôi giời, con cá chê này có cái màu trắng này các bạn này. Cá chê bạch tạng đấy các bạn ơi. Ôi xịn nhỏ, các bạn nhìn này, cá chê thuộc cái bộ cá da trơn nha các bạn nhỉ. Đấy. Ôi cá chê to đấy các bạn, cá chê siêu to khổng lồ nhá. Đây là con cá chép có cái màu đỏ nữa các bạn này. Cá chép thuộc loài cá nước ngọt nha các bạn nhá. Đấy, con cá chép này có cái màu đỏ đi này, đẹp nhỏ. Đấy, để mình xem nào. Ui giời ơi, một chậu cá rồi các bạn này. Ok, mình sẽ đi men theo cái mương nước để bắt cá lưỡi nhá. Các bạn nhá. Đi nào bạn ơi. Lên. Oh my god, chóp luôn. Đây các bạn này, con cá đẹp quá đây này. À, con cá này là con cá hồng kết vàng nha các bạn. Cá hồng kết vàng này này các bạn ấy. Ôi đẹp nhỏ. À, các bạn nhìn này. Ôi giời, xịn thế. Đấy, ôi giời ơi. Các bạn ơi, ở cái mương nước này vẫn còn nhiều cá lắm các bạn ơi. Đây con cá này đẹp đây này. Con cá này đẹp quá các bạn ơi. Có cái màu cam cam trắng trắng đây này. Con cá coi nhá các bạn nhá. Cá coi đây này, đẹp nhỏ. Ôi xịn thò thế. Oh my good job luôn. Ôi các bạn ơi, một ổ cá đây nhá. Ôi nhiều cá quá các bạn. Đây con cá coi có cái màu cam cam này. Ôi xịn thế. Ôi đẹp nhỏ. Ok, đấy cái bạn vịt thì xinh thế. Ôi. Ok, còn nhiều cá lắm các bạn ơi. Đây. Con cá lóc mềm dẻo này. Ui ui, có cái bụng tròn thế. Ôi đẹp nhỏ. Ấy, cá lóc mềm dẻo nha các bạn nhá. Ôi, ở cái mương nước thì vẫn còn nhiều cá lắm các bạn ơi. Đây con cá có cái bụng tròn xoe luôn. Ui ui. Ôi xịn thế. Các bạn ơi, còn nhiều cá lắm các bạn. Đây là con cá coi có cái màu vàng này. Ôi đẹp thế. Ồ các bạn ơi, đấy mình bắt được một chậu cá đầy rồi này, các bạn nhìn này vẫn còn nhiều cá lắm nhá. Ồ con cá coi có cái màu vàng này các bạn này. Ôi trời ơi, con cá vàng to thế, bự thế nhở. Ồ các bạn ơi, con cá này con cá trình nước ngọt nhá, cá trình các bạn này, cá trình nước ngọt đây. Đây con cá lóc này các bạn, ôi mình bắt được rất là nhiều cá lóc các bạn nhá. Đây, con cá vàng này to thế, úi dù ui nó bự này, các bạn nhìn này, úi dù to thế. Ấy cá vàng này các bạn, ok, cá vàng to khổng lồ luôn, siêu to khổng lồ luôn các bạn. Đây mình bắt được con vịt nó đây này. Ơi con vịt chíp 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 quạc quạc đây này. Ôi dồi ôi xinh thế. Ôi các bạn ơi, con cá sú này. À con cá sú này có cái màu xám xám này. Rồi con cua này. Các bạn ơi, con cua này thuộc loài cua dã tràng nha. Đẹp nhỏ. Đấy cua dã tràng này các bạn. Ok, ở đây mình bắt được con cá này đẹp quá đây các bạn. Con cá này có màu cam cam với trắng trắng này. Ui đẹp nhỏ. À xinh thế. Oh my good job luôn. Ai à, con cá chép này to các bạn này. Ui bự rồi. Ai già già. Ôi còn nhiều cá lắm các bạn ơi. Đây này con cá chép này. Đấy, ôi ôi xịn đi. Đấy cá chép đây các bạn. Ở đây con hải cẩu này. Ôi các bạn ơi, mình bắt được con hải cẩu đây. Ôi xịn đi. Đấy hải cẩu nha các bạn. Hải cẩu xám nha. Ok. Ô, ui ui. Các bạn nhìn này. Đây con rắn nha. Con rắn nha, con rắn nha. Các bạn ơi con rắn này. Ui. Ai già già. Các bạn nhìn này, con rắn này. Ôi giời. Ai là con rắn các bạn ơi. Ôi xịn xò luôn. Ôi giời. Ai là oh my good job luôn các bạn. Ở cái mương thoát nước thì vẫn còn cá nha các bạn nhá. Đấy mình bắt được một chậu cá đầy rồi đây các bạn này. Ok, con vịt thì xinh quá đây này. Con vịt có cái màu trắng này. Xinh không? Các bạn ơi, và bây giờ mình sẽ đem những con cá này lên cái khu chăn nuôi của mình nha các bạn nhá. Đấy, ok rồi, đi nào bạn ơi. Ok, lên khu nào. Mình sẽ đi dọc cái mương nước này để bắt cá nhá. Đấy, cá này các bạn. Con cá này đẹp đây này. Đấy, xinh ha. Con cá này con cá coi bướm nhá. Cá coi bướm đấy các bạn. Ui, có cái màu trắng luôn đi nhỉ. Đấy, một con rồi nhỉ. Vậy là mình đã bắt được một con cá rồi các bạn. Con cá này là con cá coi bướm ấy. Ôi, xịn ơi. Ôi, có cái vây đẹp ấy. Đấy, con bướm ấy trên bầu trời luôn. Ok, một con cá rồi nhỉ. Ôi, xịn ấy. Ôi, xài dạ. Bên trên cái mương nước thì vẫn còn rất nhiều cá các bạn. Đấy, xịn ấy. Cho nước vào để cho cá bắt thỏ nhỉ. Rồi, con nhỉ. Đây, con nhớ này. Con cá coi bướm đẹp ấy. Con bướm bay trên bầu trời luôn. Hai con cá rồi nhỉ. Đây. Ui ui. Hai con cá màu đỏ luôn này. Hai con cá màu đỏ đẹp ấy. Hai con cá màu đỏ này thuộc loài cá chép lai coi nhỉ. Đấy. Cái loài cá chép lai coi thường nó sẽ có cái người dài dài như vậy à. Bác này. Đấy, hai con này. Đẹp này. Ui xịn thôi. Xịn này. Đấy, ba con cá rồi nhỉ. Bốn con, năm con. Ui còn nhiều nhỉ. Còn rất nhiều các bạn. Con cá này con cá đấy.
Cái chép lại coi này, có cái màu đỏ luôn ha. Ấy à, xịn này. Ôi bốn con rồi, bốn con cá rồi các bạn. Còn con nữa đây này, còn nhiều nhá. Con cá này là con cá. Ui dồi ôi, con cá coi bướm mày bự đi. Tròn đấy này. Xịn này. Ấy à già, đẹp này. Ok. 2 4 5. 5 con cá rồi đấy các bạn. Ui một thùng đựng cá đầy rồi này. Rồi rồi. Ui dồi. Anh già già con cá đẹp này, con cá thì lạ lạ đẹp đẹp đấy. Để mình coi có cái màu đỏ luôn hả? À, ấy già già xịn xò ấy. Ui, con cá này là con cá ba đuôi nhỉ? Ui, nó đẹp ấy. Đẹp ấy. Đây. Ui, tròn tròn. Có cái bụng tròn xoe như con heo luôn. Ôi, xịn này. Ui, dồi, một thùng đựng cá đây rồi các bạn này. Ok. À, chúng ta đi bắt cá tiếp nào. Ui, ui. Cá vẫn còn nhỉ? Vẫn còn rất nhiều nhỉ? Con cá này, con cá ba đuôi nữa này. Ui, có cái màu đỏ đô luôn này. À, bụng tròn xoe như con heo luôn. Con cá này đẹp ấy. Ui, dễ thương à. Bây giờ mình sẽ đem hết những con cá này mang ra. Hôm nay mình bắt được nhiều cá lắm nhá. Rất là nhiều những loài cá luôn nhá. Đây các bạn, một chậu cá đầy này. Đấy, một chậu cá đầy luôn nhá. Hai chậu cá đầy luôn. Đấy, đây còn chậu nữa đây này các bạn này. Ba chậu cá đầy luôn. Rất là nhiều cá luôn nhá các bạn. Đấy, đây là cá này các bạn này. Hôm nay mình bắt được nhiều cá lắm. Và bây giờ mình sẽ quay lại quá trình thả những cái con cá này vào trong cái bể nuôi cá của mình nhá. Mình bắt được mấy nghìn con cá nhá. Còn đây là cái bể nuôi cá của mình nhá. Các bạn ơi, đấy, bên trong cái bể nuôi cá này có tôm này, có cá này, có cua đấy nhá. Đây còn cá coi bướm nhá. Ồ, con cá coi bướm siêu to khổng lồ đấy các bạn. Ok, đây là ba cái bạn vịt đang bơi này. À, vịt đấy các bạn, ba con vịt con đang tắm nhá. Ôi dồi ôi, xịn xò luôn. Ok. À, bây giờ mình sẽ quay qua cái khu chăn nuôi của mình cho các bạn xem nhá. Mình sẽ đi xe dọc dọc cái men theo cái chỗ khu nuôi thỏ của mình nhá. Các bạn ơi, đây là cái khu nuôi chăn nuôi của mình nhá. Đây là thỏ này các bạn này. Con thỏ có cái màu vàng này thuộc ngoài thỏ lông ngắn nhá. Thỏ lông ngắn đấy các bạn. Ok, đấy các bạn, thỏ này đang ăn nhá. Ok kìa. Ồ đúng rồi, ăn đi ăn. Ăn nhiều vào cho mập. Xịn nướn. Đấy, thỏ đấy các bạn ơi. Thỏ nhá. Rồi đây là cái khu chăn nuôi của mình nhá. Đây là cái chỗ nuôi chuột của mình các bạn ơi. Nuôi chuột nhá. À, nuôi chuột, chuột hamster nhá các bạn. Hamster nghe nó rất là tây luôn đấy các bạn ơi. Chuột hamster nhá. Thôi đi đi. Đấy, đây là những con chuột hamster nhá các bạn. Hamster thuộc loài chuột cảnh nhá. Cho nên là có thể bắt thoải mái, không có cắn đâu nhá các bạn ơi. Ok, đấy, hamster đấy các bạn. Ở chuột hamster bắt thoải mái, bây giờ mình sẽ bắt cho các bạn xem nhá. Bắt một con chuột hamster lên cho các bạn xem ha. Ok. Ở lát nữa mình sẽ bắt sau nhá. Bây giờ mình sẽ thả cá vào bể trước nhá. Ok. À đây này, đây thỏ đấy. Ok, bạn thỏ đi chơi đâu vào đây. Ô kìa, cái thỏ lông dài các bạn nhỉ. Ok, đây, bây giờ mình sẽ thả cá trước nhá. Rồi lát nữa mình sẽ bắt chuột sau nha. Các bạn ơi, đây là vịt này. Ba cái bạn vịt đang tắm nhá. Rồi này, cá nhá các bạn. Đây, bên trong cái bể cá này có tôm này, có cua nhá. Đây là cá này các bạn này. Con cá màu vàng này thuộc loài cá hồng kết vàng nhá. Đây là hai con cá lóc Mexico này các bạn này. Đây, cá lóc Mexico đây, xịn xò luôn. Ok. Ok, con dê luôn. À, các bạn ơi, còn nhiều cá hôm nay, bắt được nhiều cá lắm nhá. Đây các bạn này, mấy cái chậu cá đầy luôn đấy các bạn. Ok, đây này, hai chậu cá đầy luôn nha. Xịn xò luôn. Bây giờ mình sẽ thả cá vào trong bể nha các bạn. Đây này, ui, xịn luôn. Ok, oh my god luôn. Oh my good job luôn. Ok, đây các bạn, mình đang thả cá vào bể nhá. Đấy, các bạn thấy mình có cái bể nuôi cá có xịn xò không nào? Rất là xịn xò luôn nhá. Ok, ok lên đấy các bạn. Đấy, xịn xò không nào? Rồi, các bạn ơi. À, còn nhiều cá lắm các bạn ơi, hôm nay bắt được mấy nghìn con cá liền cơ mà. Ok, bây giờ mình sẽ thả cá vào bể nhá. Còn nhiều cá lắm các bạn ơi. Ok, đây các bạn này. Đây. Còn chậu luôn này, còn chậu cá này. Đấy, oh my god luôn. Nhiều cá không các bạn ơi. Rất là nhiều những loài cá đầy màu sắc luôn nhá. Cá koi, cá chép, cá chim, rồi là cá hồng kết vàng. Rất là nhiều những loài cá nhá. Đây con cá koi có cái màu đỏ đô này, to lớn đây này. Con cá koi to to đây, con cá koi bướm nhá. Nó bự nhá. Đây con cua này. Con cua này thuộc ngoài cua dã tràng nhá. Rồi con tôm hùm đất kìa. Đấy, tôm hùm đất nhá. À đây là con tôm hùm Alaska này. To lớn không nào? Đấy, tôm hùm Alaska đấy. Bự không? Tôm hùm Alaska nghe rất là tây luôn nhá. Ok. Rồi các bạn ơi, đây cái bể nuôi cá của mình bên trong này có một con cá chép này với ba các bạn vịt đang tắm này. Rồi còn có con cá mập này. Đấy, cá mập Mexico nhá. Đấy, cá mập đấy các bạn này. To lớn không? Sẽ ta khổng lồ luôn nhá. Ok. Bữa nào. Đấy. Ok rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ quay đến cái chỗ nuôi rùa của mình nhá các bạn. Bây giờ mình sẽ quay đến cho các bạn xem cái chỗ nuôi. Thỏ ngoài ăn cái củ cà rốt ra thì nó rất là thích ăn rau với cỏ các bạn ơi. Đây này. Nó ăn cây rau đây này. Con thỏ này có rất là nhiều màu luôn nhá.
đẹp đây này, ui xịn luôn. Con thỏ này đẹp quá. Bây giờ mình sẽ bắt con thỏ này lại nhá. Rồi mình sẽ mang về mình cho nó ăn cho các bạn xem này. Đẹp lắm nhá. Con thỏ này xinh như này. Ui cute đấy nhá, đáng yêu đấy nhá. Dễ thương nhá. Ok đi. Ui xịn luôn. Ok các bạn, đây này. Ồ bây giờ mình đang cho thỏ ăn đây các bạn ơi. Mèo lông xù kìa, thỏ kìa. Đây này các bạn. Ui xinh nhờ. Đây 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 đây. Ui dễ thương đấy nhờ. Đây đáng yêu nha. Thỏ các bạn ơi. Các bạn đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh nha. Đấy, mình đang cho chuột với thỏ ăn các bạn. Đây là con thỏ có 2-3 màu sắc đi này. Rất là đẹp luôn đây. Thỏ đang ăn rau đây các bạn. Ui, ai chà chà, yêu thế nhờ. Hơi cu tê đấy các bạn. Ok. Ở đây này, thỏ đang ăn rau muống các bạn ơi. Ăn rau ăn cỏ nha. Đấy, loài thỏ là loài động vật rất là dễ thương luôn các bạn. Nó ngoài ăn cái củ cà rốt với củ cải ra thì nó rất là thích ăn rau với cỏ các bạn ơi. Đấy, rau muống này, rau lang này, rất là nhiều loại rau các bạn ơi. Đấy, ôi đây nó ăn rau muống này. Rồi, ăn đi ăn đi. Ăn nhiều vào thì nó mới xinh. Ui dù ui, ăn kìa ăn kìa. Xịn thế nhờ. Thôi, ăn kìa. Ai chà chà. Ô kìa. Ấy. Rồi. Nhâm. Ui dù xịn thò nhờ. Các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Đấy, thỏ đấy các bạn. Đấy. Rất là nhiều những con thỏ lông ngắn này, thỏ lông dài này các bạn này. Rồi có cả chuột lang nữa nha các bạn. Ok. Đấy. Ồ cute đấy nhờ. Rồi. Đấy, con mèo. Ơ kìa. Con mèo vào trong nhà thì kìa. Đấy, cái ngôi nhà bằng gỗ kia là ngôi nhà cho mèo các bạn này. Đấy, xịn luôn. Ok. Rồi, đây là con chuột đây này. Con chuột này là con chuột lang nha các bạn. Ôi cute thế nhờ. Rồi. Mình đang cho gà này các bạn ơi. Hai con gà này là hai con gà chê nha các bạn. Đẹp lắm nhá. Gà chê nó đẹp hơn con chim bồ câu rất là nhiều các bạn. Nó chỉ to hơn con chim bồ câu một chút xíu thôi nhá. Đấy gà chê các bạn. Một con gà bố với một con gà mẹ nhá. Đấy xịn không? Xem ra thời gian sắp tới mình sẽ có rất là nhiều những con gà chê con nha các bạn. Rùa các bạn ơi. Con rùa nhá. Hay con rùa các bạn. Con rùa này đẹp đấy này. Để mình coi xem là con rùa này thuộc loài gì nào. Ui. Con rùa này có cái mai màu vàng nhá. Con rùa này thuộc loài rùa tai đỏ nha các bạn. Con rùa tai đỏ đây này. Hello con rùa nhá. Xin chào con bò nhá các bạn. Đấy con rùa nhá, con rùa xịn đây này. Ok và bây giờ mình sẽ đi tìm kiếm rùa tiếp nhá các bạn. Con rùa đẹp này. Kìa. Ô kìa. Thấy rồi nhá. Xịn thò nhá các bạn ơi. Đấy rùa nữa đây này. Đấy thò cái đầu lên rồi kìa. Ai là con rùa này đẹp đây này. Để mình coi xem là thuộc loài gì nào các bạn. Con rùa này. Ui nó tròn như quả bóng luôn. Xịn nhá. Con rùa này thuộc loài rùa vẽ các bạn ơi. Rùa vẽ đông nhá. Rùa vẽ đông xịn các bạn ơi, chứ không phải rùa vẽ tây nhá. Đây này, cái bụng màu vàng này có một chút viền cam nữa nhá. Rồi các bạn ơi, hôm nay mình thu thập được rất là nhiều rùa các bạn ơi. Đây có một con đây này, con này to nhá. Con này mình đã đem về cái bể nuôi rùa của mình rồi các bạn. Đấy cho ăn, cho rùa ăn nhá. To không con rùa này. Ok bây giờ mình sẽ quay lại cho các bạn xem nhá. Bây giờ mình sẽ bắt con rùa này lên nhá. Mình quay cận cảnh hơn cho bạn xem. Con rùa này thuộc loài rùa common nhá. Common có cái size sleeping các bạn ạ, rất là bự luôn này. Ui rùa common đấy các bạn. Cái đuôi này như đuôi con cá sấu luôn, siêu to khổng lồ luôn các bạn này. Ui nó lặng các bạn ơi, 5kg các bạn ơi. Ui rùa nó cơ bắp không kìa. Ok rồi và bây giờ chúng ta đi tìm kiếm thú cưng nữa nhá các bạn ơi. Rồi đấy, con này là con ba ba nha các bạn. Con ba ba chứ không phải con rùa nhá. Xịn xò con bò luôn. Đây con ba ba có cái màu vàng nhá. Ba ba đột biến này. Ui kìa. Xịn xò. Đấy, đùn xuống cái lớp cát luôn kìa. Rồi đây này các bạn này. Đây là con ba ba xịn các bạn ơi. Ba ba đột biến nhá. Có cái màu vàng luôn nhá các bạn. Đẹp ấy. Dễ thương không? Ok đấy các bạn ơi. Ba ba nhá. Con ba ba nhá các bạn. Rồi ok. Mình bắt được một con ếch cho các bạn. Con ếch có cái màu vàng nhá. Bây giờ mình sẽ quay lại con ếch có cái màu vàng cho bạn xem này. Đây này, con ếch nhá. Con ếch cây hay ếch ương đấy các bạn. Ếch ộp đây các bạn. Đây này. Ui giời, xịn xò. Ok. Nhảy xa đấy. Đấy các bạn, con ếch cây nhá. Ok. Đây, con này là con cóc nhá các bạn. Con cóc này. Con cóc nhá các bạn. Con cóc có cái người xù xù đấy. Con gì đây? Ai chả xịn nhá. Con này là con cua nhá các bạn. Con cua nhá. Xịn đến đây. Con cua này có tận 10 cái chân nha các bạn. Có 80 chân với 2 cái càng các bạn này. Con cua này bự đây này, to nhỉ. Đây là con cua các bạn này. Con cua đây này. Con cua thì nó có hình dáng như vậy các bạn. Ấy, ui càng bự kìa. Và còn đến đây là con cóc này. Con cóc này. Đấy, ok. Con cóc này các bạn. Đấy, con cóc đây. Con này là con cóc nha các bạn. Đấy có cái nốt ruồi, rất là nhiều những cái nốt ruồi các bạn này. Ok. Ok, đây các bạn, con cóc xịn nha. Đấy, xịn không các bạn, có cái bụng tròn xoe luôn. Con cóc đây các bạn. Ọp đấy các bạn. Đấy, xịn không? Rồi, tới công chuyện bây giờ các bạn.
Ok, và bây giờ bọn mình đi tìm kiếm thú cưng nữa nhé các bạn. Con mới được nở được trong quả trứng các bạn. Vịt con đang bơi cùng cá đấy các bạn. Vịt con cá cạnh bơi nhá. Bây giờ mình sẽ cho vịt ăn nhá. Đấy, vịt đang ăn cám đấy các bạn. Ok. Đấy, vịt con nhá. Cái con vịt con mà mới được nở ra từ trong quả trứng vịt lộn ấy thì nó như vậy các bạn. Rất là đẹp luôn thôi. Ồ, ăn kìa. À, đẹp nhờ, chiêu nhờ. Đang ăn đấy các bạn. Đó, vịt đấy các bạn. Sau một khoảng thời gian nữa thì vịt nó sẽ lớn các bạn ơi. Đấy, ăn rất là ngon luôn này. À, đấy, ăn đấy, ăn cám nhá các bạn. Đẹp không? Rất là dễ thương luôn các bạn ơi. Đấy, vịt ăn cám nhá các bạn. Các bạn đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh, một like video nha. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Sau khi cho vịt ăn thì mình sẽ đi tìm kiếm chuột hamster nha các bạn. Hamster thuộc loài chuột rất là dễ thương và lành cute luôn đấy các bạn. Ôi, rất là nhiều luôn đấy các bạn. Ok, và bây giờ chúng ta cùng bắt chuột nha. Đây, chuột đây các bạn. Dễ thương ơi, chuột hamster nhá. Ok, hamster nó lành lắm nha các bạn. Nó không có hung dữ đánh đá như chuột mà sống ngoài đồng với ngoài rừng đâu nha các bạn. Thế này là con phải bắt cả sò nó cứ kê thoải mái các bạn ơi. Còn rất nhiều nha. À, hamster đấy, chuột hamster. À, hamster nó có cái size nhỏ nhỏ như vậy thôi các bạn, nó không to đâu nhỉ. Rất đẹp luôn, rất là xinh luôn. Hai con rồi nhỉ, vẫn còn nhá. Vẫn còn rất nhiều luôn các bạn. Đây này, còn 4, 5, à, 10 mấy con đấy các bạn. Rất nhiều luôn, ok, đây con nhá. Ôi, xịn xó ấy. Con này có cái màu vàng luôn này, con chuột này có cái màu vàng luôn này. Đấy, con đẹp ấy, có cái đôi mắt màu đỏ luôn nhỉ. Rồi, vẫn còn nhá các bạn. Rồi, đây này các bạn này, vẫn còn hơi bị nhiều luôn. Ôi, hai con nữa đây này. Dù đẹp ấy, còn hai con chuột này có cái đôi mắt màu đen như mực luôn. Ui, nhiều quá các bạn ơi, còn đầy luôn. Rồi đây này các bạn này, xịn đấy. Ui đây này, con chuột này có cái màu xám này. Đấy, màu xám lông chuột này đẹp ấy. Ok, đấy, màu xám cái đôi mắt đẹp ấy, long lanh quá nhỉ. Ui vẫn còn đấy, còn màu vàng luôn này. Các bạn, đây có một ngôi nhà bằng gỗ nha. Hai ngôi nhà bằng gỗ và có một cái máy tập thể thao. Để cho chuột mấy các bạn nó quay quay này. Quay đều.